Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe yêu đồ đẹp. Hôm nay làm clip giới thiệu đến các anh một cái sản phẩm đến từ nhãn hàng Cohiba các anh nha. Một cái sản phẩm mới của Cohiba, mẫu này thì có mã là COB15 các anh nha. Mã hàng thì em có để ở trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, kêu vui lòng gọi cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là COB015, các anh có thể xem được hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau cho cái sản phẩm này. Các anh có thể xem được thông số kỹ thuật chi tiết cho cái sản phẩm này. Ngoài ra thì các anh cũng có thể xem được nhiều cái sản phẩm khác tương tự ở trên website ambe.vn các anh nhá. Cohiba COB015 này. Ở đây là một cái bao da mới nhất của Cohiba và rất đẹp và sang trọng. Cái sản phẩm hôm nay em gửi đến các anh thì có hộp giấy cứng như này, rất là phù hợp cho các anh làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp. Và cái sản phẩm này cũng được tặng thêm một chiếc túi dây rút bằng nhung nữa. Tuy nhiên ở trong clip này em bỏ chiếc túi dây rút ra rồi, thì các anh có thể xem được rất là nhiều clip bên em kể túi dây rút rồi thì các anh hoàn toàn yên tâm nhé, bởi vì cái sản phẩm này rất là sang trọng và đẳng cấp, và cái túi dây rút các anh cũng có thể đựng để mang ra ngoài được. Với cái sản phẩm hôm nay em giới thiệu đến các anh thì rất đẹp và sang trọng và cao cấp. Đối với các anh mà đã chơi ST Dupont thì các anh đều biết đến một cái dòng sản phẩm bao da về ST Dupont có một cái form thiết kế giống hệt như vậy, và Cohiba cũng có thiết kế như vậy và với giá thành mềm hơn ở phân khúc thấp hơn đó. Ui vừa nghe cốc một phát các anh ạ. Chứng tỏ là cái độ bền đúng không? Ở bên ngoài chúng ta có một cái phần phủ bằng da này rất đẹp và sang trọng, có logo của Cohiba lấp lánh, đẹp đẳng cấp luôn nhé. Ở trên tay em là màu nâu này. Ngoài ra thì bên em còn có màu đỏ, màu xanh lá và một màu nữa, em quên mất, màu đen thì phải. Đó, các màu sắc thì các anh có thể chat với các bạn nhân viên để các bạn hỗ trợ các anh nhé. Cái mẫu này thì có loại 2 điếu và 3 điếu, ở trên tay em là loại 2 điếu các anh nhé. Rất đẹp và sang trọng, logo của Cohiba nhìn đã uy tín rồi. Và đường may này rất là tỉ mẩn luôn, rất đẹp và sang trọng và cũng như là đẳng cấp luôn này các anh. Và form rất là ok nhá, cái form rất là đẹp luôn đó. Mình rút ra này các anh nhìn này, nó vẫn nguyên cái form, đẹp lắm. Ra hai lớp luôn nhá. Lớp trong thì dù hỗ trợ bảo quản và lớp ngoài là trang trí cũng như là tạo form rất đẹp luôn, đẹp lắm. Các anh ạ, đấy, form cứng ngắc luôn, đẹp. Đảm bảo là các anh dùng lâu không bị mất form nhé. Đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Một số anh sẽ đặt với câu hỏi về em là cái da này là da gì, thì em cũng trả lời luôn ở trong clip này này. Đây là da công nghiệp các anh nhé. Da công nghiệp cao cấp, dạng cao cấp rồi, dạng cao cấp trở lên. Nên là các anh hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Đối với xì gà, rất là nhiều anh trả lời về em là phải dùng da thật cơ anh mới mua. Thì em cũng xin lỗi với anh luôn là nếu mà anh muốn mua hàng da thật trong xì gà thì anh phải trả một cái giá cực kỳ là cao luôn, bởi vì là xử lý da thật ở trong xì gà cực kỳ là khó. Bởi vì các anh nếu như các anh đã dùng xì gà đồ da thật, các anh biết là dùng một thời gian kiểu gì cũng bị mùi đúng không? Ở trong xì gà thì cực kỳ là kỵ những cái đồ dùng có mùi đó. Thế nên là với một cái khoản tiền ở mức độ trung bình thì mình chỉ nên dùng xì gà bao da, xì gà công nghiệp thôi, bao da công da công nghiệp thôi. Và thực sự để mà nói, ở trên thị trường cũng rất là ít mẫu sử dụng da thật, bởi vì da thật xử lý kỹ đến thế nào đi chăng nữa thì một thời gian chúng ta dùng kiểu gì nắng mưa cũng có mùi đó. Thời tiết, đặc biệt là thời tiết ở trên thế giới như không biết như thế nào, nhưng thời tiết ở Việt Nam mình là nóng ẩm. Cái bao da của các anh không cầm đến, các anh vệ sinh sạch sẽ, các anh để ở trong tủ một tháng sau các anh cầm ra ô mốc meo rồi đó. Nên là các anh có dùng có sạch sẽ, các anh cứ bảo là có một số anh sẽ tâm sự với em là anh ở sạch lắm, anh dùng kỹ lắm, nhưng mà em khẳng định với các anh có kỹ thế nào đi chăng nữa thì cái da các anh không bao giờ đảm bảo nó là không bị mùi nhá. Đấy, nên là anh nào mà tiêu chí da thật thì mới mua ấy, rồi em khuyên các anh là bỏ chơi luôn đi. Bởi vì là nếu mà các anh đã nói đến mức độ như vậy, bên em đã tư vấn như vậy, mà đến mức độ như vậy rồi nên là cái đấy gọi là siêu bảo thủ, thì bên em không thèm tư vấn nữa. Bởi vì là nó bốc mùi thum thủm lên thì chơi xì gà kiểu gì à, chơi xì gà họ còn phải ủ mic để hút chậm để cảm nhận từng cái hương vị một, mà trong khi đó mình ụp ngay cái bao da xì gà bằng da thật vào thì chơi cái gì nữa, đúng không? Đấy, thế thì bỏ luôn. Khách hàng như thế thì bên em thực sự để mà nói là bỏ luôn, không tư vấn thêm, bởi vì là trên ngưỡng bảo thủ rồi. Đấy, thì đấy là em nói sơ sơ với các anh như vậy thôi. Các anh lưu ý cho em, da thật thì cũng phải từng trong trường hợp thôi, chứ không phải trường hợp nào mình cũng đòi hỏi được. Với cái sản phẩm ở bên dưới này thì chúng ta được làm từ khung inox. Trời ơi, một cái khung inox ép khuôn như này em đảm bảo với anh, cái này lấy búa ghè cho em nhá, búa ghè mới hỏng luôn, chứ còn
chứ còn thì thế này thì có rơi cũng khó hỏng được. Cái nhìn nó dày như thế này, inox dày như thế này, và đúc khuôn như thế này thì làm sao đến lúc nào mới hỏng hả các anh? Cái này chứ mà đập nhau còn được chứ đừng nói là để sử dụng nhá. Đó, nên là các anh biết là cái độ bền này đó. Inox thì các anh cũng biết rồi đấy, rất là tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm làm từ inox, nếu mà các anh sử dụng máy rửa bát này, các anh cũng, hoặc là những cái sản phẩm từ inox thì các anh cũng sẽ biết là những cái sản phẩm inox rất là bền với thời gian và an toàn cho sức khỏe. Inox nó cũng là một dạng thép y tế, và ở đây là cái phần xanh này là cái phần mà để chống xước chống trầy thôi, thì các anh về các anh bóc đi nhá, bởi vì nó toàn là full màu inox như này hết, đẹp lắm, đẹp sang trọng đó. Cái nhìn này không có vết ghép nhé. Đây là một cái khuôn đúc luôn, cầm ở trên tay khá là đầm và chắc, nặng tầm một cái đồng hồ cái nhé, nặng tầm một cái đồng hồ đeo tay đấy, đồng hồ kiểu dây dây thép ấy đấy, nặng tầm đó, rất đẹp luôn các anh ạ, sang trọng và đẳng cấp. Và các anh đựng được hai điếu ring từ khoảng 58 trở 56 trở xuống các anh nhá, nếu mà lớn hơn thì không bon chen được đâu. Còn cái trên tay em thì là cái dòng hai xạ hai điếu, còn các anh có thể tìm được cái dòng ba điếu nữa, ở bên em cũng có mẫu ba điếu cho cái như này nhá các anh nhá, giống hệt như này nhưng mà chỉ là khác một cái là cái form chứa được ba điếu, cái phần này nó rộng hơn đó. Đối với các anh mà di chuyển ra ngoài mà lâu hơn, và ví dụ có nhiều bạn bè hơn muốn cầm nhiều điếu hơn thì mình dùng cái dòng đấy, còn nếu không thì mình dùng dòng này cho em nhá. Đấy, rất đẹp và sang trọng như này các anh ạ. Đấy, đẹp đẳng cấp sang trọng và chất lượng cao như này. Đấy thì các anh ơi, cái sản phẩm bền như này mà đẹp như này, sang trọng như này thì các anh mua một lần đấy, dùng đến chán thì thôi. Cái này dùng thì làm sao mà hỏng được các anh? Cái này dùng mình chỉ có chán thôi chứ còn hỏng thì không không hỏng được. Đấy, nếu mà chán thì mình có thể cất vào tủ để làm kỷ niệm, lúc nào vui vui để mang ra dùng. Với lại các anh ấy, em cũng biết rất là nhiều anh hay đi ra ngoài tiếp khách rồi các kiểu công việc ấy, thì mình mỗi lần mình thay đổi một chút cho nó có cái ngoại hình mới mẻ, mỗi lần mình gặp đối tác mình cầm một cái kiểu khác thì nó cũng mới mẻ vui vẻ hơn rất là nhiều và đẳng cấp hơn rất là nhiều, đúng không các anh? Rất là đẹp và sang trọng và đẳng cấp, rất là phù hợp với nhiều không gian luôn, và bền như thế này thì bỏ đồng tiền cũng rất là xứng đáng luôn. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc các anh có thể truy cập website amazon.vn, gõ vào tìm kiếm là COB015 các anh nhé, các anh có thể đặt mua luôn ở trên website để mà tiết kiệm thời gian các anh, và bảo mật thông tin các anh vui lòng gọi cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.